Hình ảnh này sẽ khiến những ai mắc hội chứng sợ đại dương cảm thấy khóc thét. Một thác nước nhưng lại được bao quanh bởi toàn là nước. Thoạt nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng điều này hoàn toàn có thật. Một vực sâu với những chảy cuộn trào nhưng sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám mạo phạm. Và nó cao đến 3.500m, chính thức độc chiếm ngôi vị thác nước lớn nhất thế giới. Đó chính là thác Denmark Strait. Đó là thác nước nằm giữa đại dương, nhưng Denmark Strait lại vô cùng rộng lớn và có độ cao vượt xa cả những gọn thác ở đất liền. Lưu lượng nước ở thác Denmark Strait có thể gấp 25 lần lưu lượng của sông Amazon. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nhiệt độ của nước của thác nước này chia ra thành hai tầng. Bên trong lỏng và ấm nóng, bên dưới lại đậm đặc và lạnh. Tính chất đặc biệt này khiến ai cũng muốn một lần được chạm tay vào làn nước để có thể trực tiếp cảm nhận. Tuy nhiên vì vị trí địa lý đặc biệt nên Denmark Strait vẫn khó lòng chiều lòng du khách. Nhưng không sao, vì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng các bạn khám phá tường tận thác nước này qua video ngày hôm nay. Và nếu cảm thấy nội dung này mới lạ, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ, vào nội dung chính thôi. Thác Denmark Strait nằm ở phía tây của eo biển Đan Mạch, thuộc Đại Tây Dương, trên vòng Bắc Cực giữa Imiger và Greenland. Ngoài ra, tên Denmark Strait nghĩa là eo biển Đan Mạch. Thác nước này còn được gọi với tên khác, đó là vết đục thủy tinh thể ở eo biển Đan Mạch. Thác Denmark Strait được tìm thấy ở một nhóm các nhà hải dương học trong một lần đo tốc độ dòng nước biển trên tuyến đường thủy ngoài khơi biển Greenland. Khi đó họ đang thả đồng hồ đo dòng điện xuống đáy biển thì nhận ra dòng điện hiển thị rất hỗn loạn. Sau khi tính toán và quan sát thực tế, các nhà hải dương học nhận ra rằng dòng điện nơi này hỗn loạn là do nước biển gây ra. Dựa theo nơi xuất phát của loạt tín hiệu hỗn loạn này, họ tìm ra một thác nước khổng lồ giữa các vách đá dưới đáy biển, chính là Denmark Strait. Thác Denmark Strait có chiều rộng khoảng 200m. Thác của nó đổ từ biển Greenland xuống biển Imiger với độ cao là 3.505m, tức là cao gấp 3 lần thác Angel. Thác nước được coi là cao nhất trên cạn. Ngày 10 tháng 4 năm 2021, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu và quyết định của Liên minh Kỷ lục Thế giới, Denmark Strait chính thức trở thành thác nước cao nhất và lớn nhất thế giới. Đáng tiếc rằng vì thác nước này nằm ẩn bên dưới mặt biển, nên nếu không có máy móc hỗ trợ thì những người yêu thích du lịch và khám phá rất khó cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng. Theo Ana Sanchez Vidal, giáo sư khoa học hàng hải ở Đại học Barcelona tại Tây Ban Nha, thác Denmark Strait được hình thành bởi sự chênh lệch nhiệt độ và độ mặn của các dòng hải lưu giữa hai đại dương Imiger và Greenland. Vì các phân tử trong nước lạnh ít hoạt động hơn và chiếm ít không gian hơn trong nước ấm nên chúng đậm đặc hơn. Do đó khi hai khối nước gặp nhau, phần nước lạnh và đậm đặc của Greenland bị đẩy xuống dưới, tạo thành một thác nước mạnh mẽ đổ vào biển. Do trải dài 160 km nên trung bình mỗi giây thác Denmark Strait có thể chảy ra 5 triệu mét khối nước, gần gấp 25 lần lưu lượng của sông Amazon. Tuy nhiên tốc độ dòng chảy của nó lại rất chậm, chỉ khoảng 0,5 mét trên giây, chậm hơn nhiều so với tốc độ đi bộ. Khi di chuyển thì dòng nước của thác Denmark Strait mang theo một lượng lớn chất hữu cơ từ các tầng nước trên, cung cấp nguồn thức ăn cho các sinh vật phân hủy. Các khoáng chất thiết yếu như là nitrat, phosphat cũng được phân chuyển đến các tầng sâu. Khi chuyển xuống đáy biển, gặp các lỗ phun thủy nhiệt, nó sẽ tạo ra các vùng hội tụ, nơi chất dinh dưỡng tập trung với một độ cao. Các vùng này trở thành môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật biển, tạo ra cộng đồng sinh vật độc đáo, không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Chẳng hạn các dạng san hô ở đây do không bị đe dọa bởi thiên địch nên phát triển mạnh mẽ, tạo thành những khu rừng dưới biển. Có thể nói rằng hệ sinh thái nước sâu này là kho tàng về đa dạng sinh học, chứa đựng nhiều loài sinh vật chưa được khám phá. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái của đại dương. Nhiều loài sinh vật biển còn có giá trị kinh tế, cung cấp nguồn thức ăn và dược phẩm cho con người. Tương tự với các thác nước ở đất liền, thác Denmark Strait cũng có vách đá bao quanh. Chúng chủ yếu được cấu tạo từ các loại đá cứng như là đá ba gian và đá granite, hình thành qua quá trình hoạt động địa chất trong hàng triệu năm. Các vách đá này thường rất cao và có độ dốc lớn, tạo nên một địa hình hiểm trở dưới đáy biển, nhưng trông cũng vô cùng kỳ vĩ. Hiện tại các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định chính xác tuổi thọ của những vách đá này.
Tuy nhiên không giống như trên đất liền, chúng ta không thể quan sát các lớp địa chất, hóa thạch và các dấu hiệu khác để xác định tuổi của các vách đá bao quanh thác Denmark Strait. Các dấu hiệu này thường bị che phủ hoặc bị phá hủy dưới đáy biển. Vì vậy, việc tiếp cận các vách đá này đòi hỏi công nghệ và thiết bị chuyên dụng. Điều này làm hạn chế các nghiên cứu trực tiếp. Mặc dù thác nước Denmark Strait nằm ẩn sâu dưới đại dương, nhưng thực tế nó đang mang nhiều ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, quá trình hình thành thác nước ngầm dưới đại dương không chỉ giữ cho cân bằng nước biển sâu được duy trì, mà còn có tác động đáng kể đến biến đổi khí hậu và sự phát triển của các sinh vật biển. Cụ thể, khi nước lạnh đặc và chìm xuống và tạo ra những dòng chảy sâu sẽ mang theo chất dinh dưỡng và oxy đến các vùng biển. Quá trình này cũng giúp cho duy trì sự cân bằng về nhiệt độ và độ mặn cho các đại dương. Thông qua việc thúc đẩy sự chảy liên tục, ảnh hưởng đến quá trình vật lý và hóa học trong nước biển. Thác nước ngầm còn đóng vai trò như là một máy bơm khổng lồ nữa, vận chuyển nhiệt từ bề mặt xuống các tầng sâu của đại dương. Quá trình này giúp điều hòa khí hậu toàn cầu, ảnh hưởng đến các hiện tượng như là El Nino hay là La Nina. Ngoài ra, nước lạnh ở vùng biển sâu còn có khả năng hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide, giúp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu cũng đang có những tác động ngược lại đối với thác Denmark Strait, cũng như đe dọa đến sự cân bằng của hệ sinh thái biển. Sự ấm lên toàn cầu khiến nhiệt độ nước biển tăng cao, làm thay đổi độ mặn và mật độ các lớp nước. Điều này có thể làm giảm sự chênh lệch nhiệt độ và độ mặn, từ đó ảnh hưởng đến dòng chảy và giảm cường độ của Denmark Strait, thậm chí khiến thác nước này biến mất. Song song với đó, việc băng tan chảy ở Bắc Cực làm tăng lượng nước ngọt đổ vào đại dương, làm giảm độ mặn của nước biển và ảnh hưởng đến quá trình hình thành các dòng hải lưu sâu. Mực nước biển dâng cao do băng tan sẽ làm thay đổi áp suất thủy tĩnh tại các khu vực ven biển, ảnh hưởng đến các dòng hải lưu, có thể thay đổi vị trí cũng như là cường độ của thác Denmark Strait. Biến đổi khí hậu là gia tăng tần suất và cường độ bão, sóng thần. Ngoài việc có thể phá hủy thác Denmark Strait này, các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng gây ra những xáo trộn lớn cho hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến sự bổ sung và sinh trưởng của các loài sinh vật, gây ra mất cân bằng sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Ngoài loài sinh vật biển không thể thích nghi những thay đổi nhanh chóng của môi trường, có nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì vậy, việc bảo vệ môi trường cũng như là thác Denmark Strait là việc quan trọng, cần sự chung tay của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi biện pháp tốt nhất chính là mỗi công dân cần ý thức bảo vệ môi trường, tránh các tác động xấu đến đại dương, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học. Có thể thấy rằng thác Denmark Strait là một hiện tượng tự nhiên, kỳ thú và đầy bí ẩn. Việc khám phá và nghiên cứu thác nước này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đại dương, mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài thác Denmark Strait ra, trên khắp thế giới còn tồn tại rất nhiều thác nước dưới nước khác như là Faroe ở Iceland, thác nước đồng bằng sâu thẳm ở Brazil, thác nước tại quần đảo Nam Shetland. Nếu bạn có biết thêm về những nơi nào đặc biệt như vậy, đừng ngần ngại comment ở bên dưới để giới thiệu cho tụi mình nhé. Và trước khi rời đi, các bạn nhớ để lại một like và một follow để ủng hộ ekip của tụi mình. Và đón chờ những clip tiếp theo ra trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.